Hồng Kông hay tên gọi thân thuộc hơn là Hương Cảng. Đây là địa danh quen thuộc với bao thế hệ khán giả 7X, 8X những năm 89-90 của thế kỷ trước. Cho dù chưa đặt chân đến đây đi nữa, những con phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn neon ở khu Cửu Long, Vượng Giác, khu trung tâm tài chính Trung Hoàng lộng lẫy, khu phố ăn chơi Lan Quế Phường nô nức hay làng chài ở Đại Áo, vịnh nhỏ như chốn ẩn mình bình yên đã trở nên quen thuộc. Lý do là những nơi ấy đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những bộ phim kinh điển của Hồng Kông thuở bấy giờ. Ngày nay, du khách vẫn ghé thăm đại lộ ngôi sao, nơi vinh danh những ngôi sao của nền nghệ thuật Hồng Kông, hay khu hành chính thuộc Tây Cửu Long từng xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh, và không thể không nhắc tới Lan Quế Phường, khu ăn chơi khét tiếng của giới trẻ Hồng Kông. Những địa danh du lịch Hồng Kông mà fan TVB nhất định phải đến. Nhiều địa điểm trong phim như biệt thự, góc phố bình thường, công viên, cầu đi bộ, quán trà v.v. tuy không nổi tiếng nhưng khán giả mê đắm sẽ dễ dàng nhận ra từng xuất hiện ở đâu. Bến phà của những cảnh truy đuổi nghẹt thở. Bến phà ở Hồng Kông luôn tập trung đông người, nơi đây cũng đại diện cho nhịp sống sôi động ở đặc khu. Vì thế không khó hiểu khi hầu như phim nào cũng có cảnh quay ở đây. Đặc biệt là những cảnh truy đuổi nghẹt thở trong các bộ phim phá án, bắt cướp. Trong các bến phà thì bến phà số 9 được lựa chọn nhiều nhất. Muốn đi Macau thì bạn khởi hành từ đây. Một số bộ phim quay ở bến phà này phải kể đến như Cự Luân, Nữ Cảnh Sát, Bắt Cóc Liên Hoàn. Làng Thanh Niên. Làng Thanh Niên Wu Quai Sa nằm ở khu Mã An Sơn, được tân trang để trở thành các bối cảnh như là viện dưỡng lão, trại tâm thần, bệnh viện, trường học trong nhiều bộ phim như Bằng Chứng Thép 3, Nam Nữ Chọn Nhà, Bảo Vệ Nhân Chứng, Pháp Chứng Tiên Phong, Kiếm Thuật Tinh Túy. Ngoài đời, đây là khu cắm trại, nghỉ ngơi công cộng của thanh niên và học sinh. Biệt thự Thanh Sơn. Căn biệt thự tọa lạc tại số 1006 Kettle Beach trên núi Thanh Sơn đã được khai thác hàng trăm góc mái, trở thành bối cảnh của rất nhiều bộ phim. Căn biệt thự rộng, có bể bơi, thảm cỏ xanh mướt, sân vườn, nhà ga, phòng khách đều được tận dụng triệt để. Các bộ phim từng quay tại đây như là Bảo Vệ Nhân Chứng, Sức Mạnh Tình Thân, Sóng Gió Gia Tộc, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Biệt Luyến Bội Bạc. Cầu thang phố. Hồng Kông có địa hình là núi, nên các cầu thang ngoài trời nối giữa các khu phố và các con đường với nhau không có gì là lạ. Tuy nhiên, giữa hàng nghìn các bậc cầu thang của xứ Cảng Thơm có một đoạn cầu thang dài cổ kính được xây dựng từ năm 1875 nằm ở phố Đúc Đèo. Đây là chiếc cầu thang duy nhất tại Hồng Kông có những ngọn đèn cổ ở hai bên còn được thắp bằng ga. Đại đa số các phim TVB đều có cảnh quay tại đây, nơi các đôi tình nhân nói lời yêu nhau, giận hờn hoặc chia tay, vì bối cảnh ở đây đậm nét cổ kính và lãng mạn. Ngay bên cạnh chiếc cầu thang này là một cửa hàng cà phê của Starbucks. Điều đặc biệt là quán này được trang trí theo phong cách Hồng Kông của thập niên 60, đầy nét hoài cổ và tránh xa sự ồn ào hiện đại của thế giới bên ngoài. Trụ sở cảnh sát Trung khu Hồng Kông. Đa số các bộ phim hình sự của Hồng Kông đều lấy bối cảnh của sở cảnh sát Trung khu Hồng Kông. Tòa nhà cổ được xây dựng từ những năm 1864, mang nét kiến trúc châu Âu. Với nét cổ kính và sang trọng ấy, hiện nay tòa nhà vẫn được sử dụng làm bối cảnh quay phim và là một trong những di tích lịch sử cần được bảo tồn. Nếu là fan của những bộ phim truyền hình TVB, đặc biệt là thể loại hình sự, luật pháp thì tòa nhà của Trung khu Cảnh sát Hồng Kông là một địa điểm không thể bỏ qua. Tòa nhà xuất hiện nhiều đến nỗi đếm không xuể trong các bộ phim TVB. Đây là một kiến trúc cổ được xây dựng từ năm 1864, dần hoàn thiện và có được kiến trúc trọn vẹn như ngày nay vào năm 1919.
Đến nay, nó vẫn giữ nguyên được dáng vẻ cổ kính, sang trọng và đậm nét châu Âu thế kỷ thứ 19. Hiện nay, tòa nhà vẫn được sử dụng làm trụ sở của Sở Cảnh sát Trung Hoàng Hồng Kông. Đồng thời, nơi đây được đưa vào danh sách những kiến trúc cần được bảo tồn, lưu giữ tại xứ Cảng Thơm. Cửu Long Thành Trại. Cửu Long Thành Trại trước đây là một khu ổ chuột đầy tội phạm. Sau này, chính quyền Hồng Kông đã cho xây dựng thành công viên theo phong cách cổ trang, vì thế xuất hiện trong nhiều phim cổ trang nổi tiếng như là Cung Tâm Kế, Đại Thái Giám, Vũ Điệu Trường An, Di Chiếu Công Triều. Quán trà Thắng Hương Viên. Quán trà Thắng Hương Viên thực tế có tên dài hơn là Thắng Hương Viên Đại Bài Dương, không chỉ trong phim mà ngoài đời cũng cực kỳ đông khách. Quán trà nhỏ, bình dân, ngồi ngoài vỉa hè nhưng lại được nhiều người biết tới, coi như là một địa chỉ đỏ để thưởng trà, ăn điểm tâm, nổi tiếng nhất là nuôi xào bò và bánh nướng mật ong. Bạn có thể thấy quán ăn này xuất hiện trong các phim như là Quyền Vương, Lời Nói Ngọt Ngào, Thế Giới Hoa Gia Tỷ. Khung cảnh lãng mạn để cầu hôn. Amani Bar không phải là nơi cao nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, nhưng lại luôn lung linh về đêm khi phản chiếu ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng xung quanh. Khung cảnh lãng mạn ở đây được lựa chọn để đóng nhiều cảnh cầu hôn của các cặp đôi, thậm chí còn được dùng để làm nơi họp báo trong phim Ông Trùm Tài Chính. Nơi đi dạo khi trong lòng nổi sóng. Nằm trên đường Hospital Road trên đảo Hồng Kông, công viên cổ kính với bức tường ốp đá trải dài, hàng cây cao vút tạo nên khung cảnh tĩnh lặng. Nhiều bạn trẻ mê phim cảm thấy nơi này thân quen đến độ còn hơn cả nhà mình, bởi không ít nhân vật đã đi dạo ở đây khi buồn cũng như lúc say rượu. Trong Sóng Gió Gia Tộc, Giải Mã Nhân Tâm 2. Khu chợ cá Bình Dân. Samsubo hay còn gọi là Thâm Thủy Bộ là khu lao động tập trung nhiều khu chợ bình dân, chợ cá, ẩm thực nằm ở phía bán đảo Cửu Long. Cô nàng cao quý phần trong chuỗi thức ăn tình yêu vì xấu hổ có mẹ bán cá ở Thâm Thủy Bộ nên đã tìm đủ mọi cách lừa chàng công tử Lưu Bách Nghiệp mong để đổi đời. Ngoài ra, nhiều bộ phim khác cũng được quay tại đây như là Tòa án Lương Tâm. Mặc dù là khu lao động nghèo nhưng Samsubo vẫn là địa điểm được nhiều du khách yêu thích. Tại đây, bạn có thể từ từ thưởng thức các món ăn vặt đường phố đặc trưng hay dạo quanh các con đường để mua sắm quần áo và các mặt hàng điện tử. Xích Trụ, ngôi làng cổ nhất Hồng Kông. Là một trong những ngôi làng cổ nhất ở Hồng Kông, Xích Trụ hòa chung vào dòng chảy giao thoa văn hóa Đông Tây của thành phố, vừa giữ gìn những nét đẹp kiến trúc cổ xưa, vừa làm đẹp bằng những mảng hiện đại Âu hóa. Ghé thăm Xích Trụ vào một buổi sáng mùa thu, du khách sẽ cảm thấy như mình đang bước vào bộ phim Vượt Lên Chính Mình của Trần Tùng Linh và Trịnh Gia Dĩnh trong hơn 10 năm trước. Bởi đúng như bộ phim khắc họa, người Xích Trụ rất yêu thích lướt ván và người trẻ ở đây chơi môn thể thao này mỗi ngày. Quán rượu mang tên The Boss House còn là địa chỉ thu hút du khách khi tới Xích Trụ. Nơi đây còn được biết đến là tiệm ăn cửa Lưu Tùng Nhân trong Đấu Trí và cửa hàng của Lê Diệu Tường ở tập cuối phim Tái Đắc Hữu Tình Nhân. Vượng Giác, bối cảnh quen thuộc của Sóng Gió Gia Tộc. So với nhiều khu vực nội đô của Hồng Kông, Vượng Giác dân dã hơn một chút. Nơi đây tập trung nhiều tòa nhà cũ, nhiều tiệm ăn, quán trà bình dân phục vụ theo kiểu truyền thống và đặc biệt nổi tiếng nhất là chợ phụ nữ, nơi mẹ của Trình Lượng bán hàng trong phim Sóng Gió Gia Tộc. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây chính là tưởng như đang đến chơi nhà của Lưu Đức Hoa và Trương Mạn Ngọc trong phim Etia Gobai. Từng có nền công nghiệp phim ảnh hùng mạnh đến mức trở thành niềm tự hào của châu Á, sản sinh ra vô số ngôi sao tên tuổi vang dội toàn cầu, Hồng Kông trong một lúc nào đó đã được tôn vinh là Hollywood phương Đông,
liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm ấn tượng về mặt thương mại và cả khía cạnh nghệ thuật. Tuy Hào Quang năm nào giờ đã phai mờ, nhưng đâu đó trên bản đồ thế giới, hai chữ Hương Cảng vẫn luôn được nhớ tới với những ký ức đẹp trong lòng người yêu phim ảnh. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!